Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 105, ngày 26, Người Học Trò, Kinh Thánh Các Vua Nhì đoạn 2 câu 1 đến câu 11, câu ghi nhớ Ê-sai đoạn 50 câu 4. Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Các Vua Nhì đoạn 2 câu 1 đến câu 11. Kinh Thánh Cựu Ước trang 343. Ê-li được cất lên trời. Khi Đức Chúa Trời muốn đem Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc, Ê-li và Ê-li-xê ở Gin-gan đi ra. Ê-li nói với Ê-li-xê rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên." Ê-li-xê thưa với người rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Như vậy hai người đi xuống Bê-tên. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bê-tên đến nói với Ê-li-xê rằng: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết. Các ngươi hãy làm thinh đi." Ê-li nói với Ê-li-xê rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho." Ê-li-xê lại thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Như vậy hai người đi đến Jericho. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đến gần Ê-li-xê nói với người rằng: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết. Các ngươi hãy làm thinh đi." Ê-li nói với người rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đanh." Ê-li-xê thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy." Như vậy hai người cứ đi với nhau. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo đứng cách xa đối ngang Giô-đan, còn Ê-li và Ê-li-xê đứng lại tại mé sông. Ê-li bèn lấy áo tơi mình cuộn lại đập trên nước, nước bèn rẽ ra hai bên và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi đi qua rồi, Ê-li nói với Ê-li-xê rằng: "Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi." Ê-li-xê thưa rằng: "Nguyện xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần." Ê-li nói với người rằng: "Ngươi cầu xin một sự khó, song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được." Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau. Kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. Ê-li-xê nhìn thấy bèn la lên rằng: cha tôi ôi là xe và lính kỵ của Israel." Đoạn Ê-li-xê không còn thấy người nữa. Rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Câu gốc chúng ta ở trong Ê-sai 50 câu 4. Ê-sai 50 câu 4. Ê-sai 50 câu 4. Kinh Thánh Cựu Ước trang 672. Trong Kinh Thánh này đã được gạch dưới rồi. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Trong phần tìm hiểu, ý định của Chúa cho tiên tri Ê-li là câu số 1, Chúa muốn đem Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. Chúa muốn ý định của Chúa cho tiên tri Ê-li là đem Ê-li lên trời. Và tiên tri Ê-li là một tiên tri rất là đặc biệt, không có bị chết
và Chúa đã đem ông lên trời luôn, cất ông, đem ông lên thiên đàng luôn. Tiên tri Eli nói gì với ông Elise? Câu 2, câu 4, câu 6. Câu 2 nè: ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Bê-tên. Ông nói rằng là với cái ý là ngươi hãy ở đây vì Chúa sai ta đến ba cái nơi khác nhau ha. Ý là ông Eli bảo ông Elise là ngươi hãy ở lại đây đi, ta đi để rồi Chúa cất ta lên trời. Nhưng mà Elise trả lời như thế nào? Trong câu 2, câu 4, câu 6 luôn. Ông quyết tâm, ông quyết tâm đi theo thầy. Ông nói rằng là, nói như thế nào? Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Ông thề không lìa khỏi thầy. Tiên tri Eli sắp được Chúa đem lên trời. Ông Elise là học trò của Eli, quyết tâm không lìa bỏ nhưng luôn ở bên và đồng hành với thầy đến cuối cùng. Chúng ta thấy ở đây Eli nè là tiên tri già hơn ha, Elise thì trẻ hơn một chút. Elise là học trò của Eli và hai người nói chuyện với nhau, đi với nhau, và ba lần tiên tri Eli nói với Elise là ngươi hãy ở lại đây đi, ta đi cái nơi khác. Nhưng Elise quyết tâm đi theo thầy của mình. Và cho đến khi Chúa cất Elise lên trên trời bằng một cái xe ngựa mà bằng lửa nghe. Ta thấy đây là hình ảnh của cái miệng của con ngựa này, cái chân nè ha. Rồi ông Elise ngồi ở trên cái chiếc xe ngựa nè ha. Rồi cái xe này đầy lửa, rực lửa, và Chúa dùng cái xe này rước ông Eli lên trời. Và ông Elise nhìn thấy thầy của mình lên trời và ông rất là thương thầy của mình. Ông thể hiện cái hành động đó là xé áo mình, ông buồn bởi vì phải lìa xa thầy của mình, xé áo của mình. Người học trò tốt là người quyết tâm theo thầy để học được những điều hay, điều tốt từ thầy. Thực hành, em muốn thành người thầy tốt nên bây giờ em cố gắng học làm người học trò giỏi. Muốn làm thầy tốt thì phải làm học trò giỏi. Quyết tâm học lời của Chúa để trở thành người dạy lời Chúa cho người khác. Xin Chúa giúp em học giỏi và áp dụng điều tốt học được trong nếp sống hàng ngày của em. Lạy Chúa, xin giúp con siêng năng học lời Chúa để áp dụng trong đời sống hàng ngày và dạy lại cho người khác. Chúng ta hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, xin giúp con siêng năng học lời Chúa để áp dụng trong đời sống hàng ngày và dạy lại cho người khác. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi.
Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.